Pudding xoài ăn hoài không chán, mọi người đã thử chưa? Quên gì thì quên, chứ làm pudding nhớ đừng quên ngâm gelatin nha mọi người. Để yên đó cho gelatin bung lụa, còn Helen sẽ đi xử lý mấy em xoài này thôi. Vào phần vỏ đi, rồi mình cắt miếng nhỏ để lát nữa dễ xay hơn nè. Tới bước này rồi thì bếp tràn ngập mùi xoài, thơm dễ chịu cực kỳ luôn. Nhưng khoan khoan, mùi xoài thơm nhưng mùi hỗn hợp sữa sau đây cũng thơm không kém luôn à nha. Nó hỗn hợp sữa và đường ở lửa nhỏ cho đến khi sôi lăn tăn thì cho gelatin vào. Khuấy nhiệt tình quay cuồng để gelatin tan ra rồi tắt bếp và cho kem whip vào chung vui nha. Lúc này là lúc cần sự khéo léo để cho ra thành quả pudding xoài đã ngon còn đẹp nha. Đặt cốc lên một cái cốc nhỏ hơn, nghiêng 45 độ, đổ hỗn hợp sữa vào 1/2 cốc rồi cho vào tủ lạnh chờ đông. Sau đó cho xoài xay nhuyễn vào phần hỗn hợp còn lại. Lớp đầu đông rồi thì dựng đứng ly lên và đổ vào là được thôi nè. Dạ, xinh quá, nhìn đẹp không đỡ ăn luôn rồi. Mời một người một miếng ăn cho mát nha. Wow, pudding nó rất là mịn luôn. Có vị chua chua, ngọt ngọt, béo béo, thơm thơm. Ăn mùa hè rất là chuẩn đó mọi người.